Bố thí ba la mật. A lớn, nghĩa của bố thí ba la mật. Hỏi: Bồ Tát hành bố thí là đã làm việc lợi ích cho chúng sanh rồi, sao còn phải đầy đủ đàn ba la mật? Đáp: Bố thí vô lượng pháp làm lợi ích cho chúng sanh gọi là đàn, nhưng phải biết tùy chúng sanh là bố thí. Đàn là diệu pháp trừ khổ, ban vui cho mọi loài. Đàn là đường dẫn đến cõi trời, cõi Phật, nhiếp cả đạo trời người. Đàn đem lại sự an ổn cho chúng sanh, khiến đến khi mạng chung vẫn giữ được tâm không sợ hãi. Đàn là tâm từ, thường hay cứu giúp chúng sanh. Đàn là nơi chứa nhóm các niềm vui, thường hay phá trừ các nỗi khổ. Đàn là dũng tướng hàng phục sang tham. Đàn là diệu quả, là ước mơ của các loài trời người. Đàn là đường thanh tịnh, nơi thánh hiền vào chơi. Đàn là nơi tích tập phước đức. Đàn là duyên tu chứng. Đàn là thiện hành dẫn đến thọ quả báo tốt. Đàn là tướng phước nghiệp của các loài trời người. Đàn là lưỡi dao bén cắt đứt ba đường ác, đoạn trừ bần cùng khổ cực. Đàn là quả báo phước đức an vui. Đàn là bước đầu dẫn vào niết bàn, diệu pháp dẫn vào thánh chúng. Đàn là tâm kham nhẫn, làm công đức chẳng ngại khó khăn, chẳng hề luyến tiếc. Đàn là nhà của các thiện pháp, là gốc của đạo hành, đem lại an vui hạnh phúc. Đàn là ruộng phước dẫn chúng sanh vào đạo niết bàn, là bến mát của các bậc thánh hiền. B lớn, tán thán nghĩa bố thí ba la mật. Người có trí huệ mới rõ được nghĩa đàn ba la mật. Ví như gặp cảnh nhà cháy, người có trí mới biết lượng theo thế lửa và hướng gió để đưa người và tài sản ra khỏi nhà một cách an toàn. Người trí rõ biết thân là khổ, tài vật là vô thường, nên kịp thời tu phước để đời sau được an lạc. Người ngu gặp cảnh nhà cháy chỉ biết tiếc của cải mà chẳng biết lượng thế lửa hướng gió, đành để cho nhà bị thiêu rụi, tài sản tiêu tan. Nếu suốt đời chỉ lo dơ dét cho đầy túi tham, thì đến khi chết rồi thân cũng trở về với bốn đại, chẳng được lợi ích gì cho đời sau. Người có trí huệ rõ biết thân là như quyển, của cải là tạm bợ, vạn vật đều vô thường. Do ngộ lý vô thường nên thường hành bố thí, được nhiều phước đức lợi lạc cho mình và cho người ở đời này và cả về đời sau. Lại nữa, người khéo bố thí được mọi người tin yêu kính trọng, ví như mặt trăng soi sáng suốt đêm dài, được mọi người chiêm ngưỡng. Trì giới thanh tịnh được sanh lên cõi trời. Thiền định không nhiễm trước dẫn đến niết bàn tịch tịch. Bố thí cũng tạo phước đức, làm tư lương dẫn đến niết bàn. Vì sao? Vì người hành bố thí do nhất tâm quán sanh diệt, quán vô thường mà được đạo niết bàn vậy. C lớn, tướng của bố thí ba la mật. Hỏi: Vì sao gọi bố thí là đàn? Đáp: Vì người hành bố thí có tâm tương ưng với thiện, luôn nhớ nghĩ đến người khác nên gọi bố thí là đàn. Vì sao? Vì có nhớ nghĩ đến người khác mới có được ruộng phước để hành bố thí. Bố thí phải hội đủ ba điều kiện, đó là có thiện tâm, có ruộng phước, có tài vật. Lại nữa, vì người hành bố thí có tâm xả nên gọi bố thí là đàn. Phải có tâm xả pháp mới phá được sang tham, mới sanh được niệm từ, mới hành được bố thí. Bố thí cũng phải hội đủ ba điều kiện, đó là tâm tương ưng pháp, tâm xả pháp, tâm hành pháp. Lại nữa, người hành bố thí phải hội đủ ba điều kiện nữa, đó là thân chứng, huệ chứng, giác quán. Trong A Tỳ Đàm có phân biệt hai trường hợp bố thí, đó là tịnh thí, bất tịnh thí. Phàm phu vì tâm chấp đắm so lượng nên chỉ hành bất tịnh thí mà thôi. Vì sao? Vì phàm phu hành bố thí do nhiều nhân duyên bất tịnh, như vì cầu tài mà bố thí, vì sợ thua người mà bố thí, vì sợ hoạn nạn mà bố thí, vì sợ chết mà bố thí, vì phú quý mà bố thí, vì tranh thắng mà bố thí, vì kiêu mạn mà bố thí, vì danh dự mà bố thí, vì chú nguyện mà bố thí, vì lợi dưỡng mà bố thí, vân vân. Các trường hợp bố thí như vậy gọi là bất tịnh thí. Trái lại, vì đạo giải thoát mà bố thí thì gọi là tịnh thí. Phải đem tâm thanh tịnh, chẳng cầu phước báo, chẳng vì cung kính hay sợ hãi, chẳng vì thiên vị hay bị ép buộc,
vân vân mà bố thí mới gọi là tịnh thí. Tịnh thí dẫn đến đạo niết bàn, dù chưa được niết bàn cũng hưởng được nhiều phước lạc. Lại nữa, vì niết bàn mà bố thí thì cũng được quả báo thanh tịnh. Phật dạy có hai hạng người rất khó được, đó là tỷ kheo xuất gia được giải thoát, cư sĩ tại gia thanh tịnh bố thí. Bố thí thanh tịnh như vậy được vô lượng phước báo, đời đời chẳng mất. Ví như trồng cây đúng thời tiết thì cây được tốt tươi, đơm hoa kết trái. Vì sao? Vì diệt hết các kiết sử là khai mở đạo niết bàn. Không luyến tiếc vật sở hữu là trừ được sang tham. Sanh tâm cung kính người thọ thí là trừ được tật đố. Trực tâm bố thí là trừ được xiểm khúc. Nhất tâm bố thí là trừ được trào cử. Tư duy bố thí là kết tụ công đức. Không chấp thủ tài vật là trừ được tham ái. Thương xót người thọ thí là trừ được kiêu mạn. Biết làm các pháp thiện là trừ được vô minh. Tin có quả báo là trừ được tà kiến. Biết quyết định có quả báo là trừ được tâm nghi. Bố thí như vậy thì sáu căn đều được thanh tịnh, thiện tâm tăng trưởng, nội tâm nhu nhuyễn khinh an. Do quán quả báo công đức nên được tính tâm thanh tịnh. Bố thí như vậy là được đầy đủ các pháp thiện, được thân tâm nhu nhuyễn, hỷ lạc, được nhất tâm, được thật trí huệ. Lại nữa, do bố thí như vậy mà làm nảy sanh ở trong tâm đầy đủ 8 thánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Lại có trường hợp do bố thí mà được 32 tướng tốt, được làm vị chuyển luân thánh dương, có được đầy đủ 7 báo, vân vân. Phật dạy, bố thí cho người từ xa đến, cho người bệnh, cho người đang gặp hoạn nạn như nạn lửa, nạn gió, nạn nước, nạn giặc giả, vân vân, được thêm phần phước báo. Lại nữa, ruộng phước đức càng lớn thì phước đức càng nhiều. Dĩ như đem vườn nhà bố thí cho người tu hành, cúng dường cho tăng chúng thì được phước báo rất lớn. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Thời xưa ở nước Đại Nguyệt Thị, trong thành Thích Ca La, có một họa sĩ đi qua nước Đà La, ở về phương Đông để hành nghề. Sau 15 năm, ông dành dụm được 30 cân vàng đem về cho gia đình. Khi vừa đến nơi, ông nghe trong thành đánh trống triệu tập đại hội và thấy chúng tăng thanh tịnh tề tụ ở hội trường. Ông hỏi vị Duy Na, cúng dường một ngày ăn uống cho cả chúng hội phải tốn kém bao nhiêu? Vị Duy Na đáp, khoảng 30 cân vàng. Ông liền nói, cho phép tôi được cúng dường một ngày ăn uống. Cúng dường tăng chúng xong, ông trở về nhà với hai bàn tay trắng. Bà vợ hỏi ông, ông đi làm ăn xa suốt 15 năm dài, nay trở về nhà, ông có đem được gì về chăng? Ông đáp, tôi dành dụm được 30 cân vàng, nhưng nay tôi đã đem số vàng ấy cúng dường cho chư tăng và chúng hội cả rồi. Bà vợ giận quá bèn trói ông lại, dẫn ông đến cửa quan và thưa rằng, chồng tôi chẳng nghĩ gì đến bổn phận đối với vợ con, dành dụm được bao nhiêu ông đem cho người khác hết sạch. Vị quan hỏi ông lý do, ông đáp, đời trước tôi chẳng khéo tu công đức bố thí nên ngày nay phải chịu cảnh bần khổ. Nay có được duyên lành gặp được ruộng phước chư tăng, mà tôi không trồng cội phước thì về sau còn sẽ phải bị bần khổ mãi mãi. Vị quan ấy là một vị ưu bà tắc, có tính tâm thanh tịnh, kính Phật trọng tăng. Vừa nghe xong, vị quan bèn khen rằng, người quả thật là một người thiện, biết xả tài hành thí, đem của mồ hôi nước mắt của mình dành dụm trong nhiều năm để cúng dường chư tăng, thật là một tấm gương sáng để người khác noi theo. Nói như vậy rồi, vị quan truyền lấy vàng của mình đem bố thí lại cho nhà họa sĩ và nói rằng, bố thí với tâm thanh tịnh được phước đức rất lớn. Lại nữa, phải nên biết có hai thứ đàn, đó là thế gian đàn, xuất thế gian đàn. Thế gian đàn và xuất thế gian đàn hoàn toàn khác nhau. Bố thí với tâm hữu lậu thì gọi là thế gian đàn. Các bậc thánh đã được vô tác tam muội, đã trừ sạch kiết sử sang tham, nên dù phương tiện dùng tâm hữu lậu bố thí mà vẫn gọi là hành xuất thế gian đàn. Thế gian đàn là bất tịnh thí, tức là bố thí không thanh tịnh. Xuất thế gian đàn là tịnh thí,
tức là bố thí thanh tịnh. Thế gian đàn là bố thí mà còn vướng mắc kiết sử. Xuất thế gian đàn là bố thí không trụ tướng, bố thí mà chẳng có niềm phân biệt giữa người cho, người nhận và vật cho. Vì rõ biết tất cả đều là nhất tướng, là vô tướng, là thường trụ như hư không. Bố thí mà còn sanh tâm chấp chỉ là thế gian đàn, là điên đảo, là không thật. Bố thí với tâm như như, không điên đảo, rõ biết thật tướng pháp mới là xuất thế gian đàn. Xuất thế gian đàn được các bậc thánh nhân xưng tán, vì xuất thế gian đàn là bố thí theo đúng nghĩa của thật tướng pháp, hòa hợp với thật tướng trí huệ. Bố thí chỉ cầu giải thoát sanh tử cho mình là thanh gian đàn. Bố thí vì sự giải thoát sanh tử cho hết thảy chúng sanh là Bồ Tát đàn. Bố thí vì sợ sanh tử là thanh gian đàn. Bố thí vì giáo hóa chúng sanh mà không sợ sanh tử là Bồ Tát đàn. Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện về vua Ba La Bà và Bồ Tát Vilama như sau. Bồ Tát Vilama là vị bổn sư của vua Ba La Bà, dạy nhà vua rằng: Ngài đã được vô lượng vinh hoa phú quý rồi, nay Ngài cần phải nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh. Nhà vua nghĩ rằng: Dù ta chẳng còn mong cầu phú lạc, nhưng vì vạn pháp là vô thường nên ta phải hành đại bố thí. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua tự tay thảo bố cáo cho các bà la môn và hết thảy các hàng xuất gia hãy đến cung vua để thọ nhận cúng dường.